đặt tay lên bàn và ra lệnh: trái, phải, nhanh, chậm, dừng lại. Chiếc bàn hiểu tiếng người, cứ thế xoay theo. Khi bạn nói nhanh lên, nhanh nữa, bàn sẽ xoay tít mù. Càng đông người, càng xoay mạnh. Có khi, bạn không cần nói gì, chỉ nghĩ trong đầu muốn nó xoay theo hướng nào. Chạy nhanh hay dừng lại, nó đều hiểu. Kỳ lạ là chiếc bàn xoay, xoay rất nhanh. Nói stop hoặc dừng, dừng lại, chiếc bàn xoay sẽ khựng một cách đột ngột. Mời các bạn tìm hiểu chiếc bàn xoay ma thuật hiểu tiếng người tại Đà Lạt nhé. Có người thay được rồi không nhá? Dạ dạ. Có niềm tin nha bác. Xuất xứ cái bàn này thì ở ngoài tỉnh Bình Định. Ở đâu bác? An Nhơn, Bình Định. Hơn 200 năm rồi. Dạ. Nhưng mà năm 1976 thì mới phát hiện cái bàn xoay. À. Lý do là đi sơ tán về cái thời đó người ta cúng lại nhà, mang cái bàn ra ngoài sân ngồi uống nước đánh bài. Lúc chia bài người ta vô tình thôi, người ta đụng vào, thấy cái bàn nó giật tay. Hồi mới phát hiện ra thì người ta sợ, người ta nghĩ có gì trong bàn ấy. Đồn đại quá nhiều rồi, các cơ quan ban ngành họ tới kiểm tra, nó không có gì hết. À, nhà nước người ta kiểm tra rồi chứ? Đó, đó, kiểm tra rất kỹ. Yeah. Đồn đại quá nhiều lúc đầu mới phát hiện ra á. Nó không có gì nhau nhá, hoàn toàn bằng cây gỗ thôi. À, wow, wow. Cái này là cách 200 năm hả bác? 200 năm rồi. Năm 76 mới biết nó xây, đến năm 93 thì mang ở Bình Định vào Đà Lạt đến bây giờ. Này nha cháu nha, khi mình đặt cái mặt bàn hẳn xuống đất luôn, không cần cái chụp cũng được. Nhưng mà nói với cháu là có người xoay được rồi không nhá, không phải ai cũng làm được. Cũng làm cho cháu xem nhá. Chú có xoay được không ạ? Được. Quay phải. Nó kéo mình đi theo nhá. Bước theo cái bàn, mình nói nhanh thì nó nhanh, dừng lại. Quay trái. Cái bàn kéo mình đi, mình phải đi theo. Cháu không được đẩy cái bàn đi. Mà không đè giữ nó lại nhá. Không đè giữ nó lại, nhưng không, mà mình có chạm. Kéo mình đi, mình đi theo. Mình có chạm vào trong cái... Chạm vào bàn, tiếp chạm vào bàn. Mặt bàn. À. Để xuống đất nó vẫn xoay mà, không cần cái trục. À, để xuống đất rồi xoay. Nhưng mà dưới đất phải 2-3 người, tại vì nó quay cái miếng vuông vuông này rất có nhỏ. Có lực ma sát ở dưới đất này thôi. Đây, mời hai cháu làm luôn cho biết nhá. Cháu, nó kéo mình đi đây. Quay phải. Anh bóc thì đi, để anh đang lên. Wow. Dừng lại. Quay trái. Anh với chú đi. Cái này nó rất khó đấy, quay trái đi đấy, đang lên. Chụp ghê các bạn. Thấy đúng không? Thấy đúng không? Chụp rất là ghê. Ở dưới đất đó, là ai quay thật mạnh ở trên này thì làm một tình trạng ở dưới này. Anh đi bác. Giờ cháu làm cảm nhận ở dưới này. Anh đi bác thử. Cháu có ngồi được theo nhé. Sát xuống luôn. Quay trái đi. Quay trái, nhanh lên. Quay trái. Wow. Cháu xa lại luôn nha, rất khó đấy, một mình làm rất khó. Ai quay thật mạnh ở trên này thì làm một mình được. Cháu làm không nói một người. Quay phải nha cháu nha. Quay phải. Con không, thầy chuông con không cảm thấy bác đẩy cho con. Nó tự không, quay không bao giờ đẩy. Không, nó tự quay hiện luôn. Anh cảm thấy bác không có một cái lực để đẩy này. Nó tự nó sẽ... Tại vì nếu mà khi bác đẩy, anh sẽ nghe thấy nè. Đây con này cũng có, đúng liền. Rồi. Thấy biết liền, mặt đằng này là thử làm lần nữa anh. Rồi, quay trái nha. Quay trái. Bắt đầu nó quay ra cho leo, nhanh lên. Nhanh lên. Cái cảm nhận ở dưới đất nó rõ ràng hơn là trên trục rồi. Wow. Có một lực không? Anh có càng nghĩ có một lực không? Có một lực nó xoay mình không? Đẩy mình đi không? Ừ, đấy, quay phải lần nữa đi cho nha, quay phải đi. Quay phải. Wow.
thôi để cháu một mình được thôi, có thể một lần cháu một mình không làm nổi một mình. Giờ anh bóp anh thử một mình. Cho con cái tay như vậy đi. Học cháu nào bộ cháu đẩy đi xem nào. Thì sao nó nặng cái nào. Cháu đẩy đi, đẩy đi rồi ta đi. Cháu đi rồi ta nó nặng cái nào cháu cảm nhận được. Thấy không? Nếu bây giờ có ai đẩy mình á thì sẽ nghiêng liền. Mình sẽ tự quay. À, tức là đẩy là nghiêng cái tấm này lên. Nếu mà có lực nào mà chưa có ai cố ý đẩy dùm cho mình á là mình biết liền. Cái này nó rất là nhẹ nhàng. Nó đi nó êm từ nó êm lắm đi. Quay bên nào? Chung một bên nha. Mày chưa có nghĩ chung không? Nhiều lắm. Quay tay phải đi, không biết cái này nhanh cháu đi. Rồi, quay tay phải nha, cháu không ngại nha. Chạm nhẹ thôi, rất nhẹ. Quay phải. Em nói kiếm gì cũng được, nó để biết nghe nhé. Rồi làm đi. Cháu phải chạm nhẹ. Cháu có hỏi là cái bà này bạn độc nhất tại đây hay là còn bạn nào khác nữa chứ? Là rất nhiều bạn, nhưng mà cái này là cái bạn gốc năm 1993 đem vào về đây. À. Bây giờ là nhái ra nhiều lắm, mà con quay được như thế này đây. À. Có. Bây giờ khoảng bao nhiêu điểm là có để bạn này chú hả? Bây giờ là chùa nào cũng có mà. À, chùa nào cũng có bạn này. Mà cho con hỏi là cái cơ duyên gì mà bác có được cái bạn này bạn này? Thật sự là cái bạn này là một bà chị dâu ở bên đây. Mà làm sao chị dâu quá thế là năm 93 hai anh chị bác có mang cái bàn về Đà Lạt làm ăn nên bây giờ từ năm 93 đặt ở vùng chùa Tàu này luôn. À, tức là quay cùng về nhé, hai cháu cùng về nhé. Hết rồi không? Quay về tay phải đi, quay về tay phải rồi đi theo nhanh lên, theo đi nhanh lên, đi theo các bạn nhanh lên, bước theo đi nhanh lên, đừng giữ lại nhé. Dừng lại, quay trái, hai cháu làm đi, quay trái đi. Phải tin đó. Tùy vậy. Đi theo, nó kéo mình đi, mình phải đi theo. À. Đây, cùng bé bé đi theo nhé. Nó xoay được rồi đó. Cháu không được đẩy cái bàn, không đè chữ nữa lại. Còn không quay được lại, giống như người ta để đi, mà không phải như vậy. Nó hở nha, nó hở nha. Nè. Nó ở dưới nó hở nha. Ừ. Có người xoay được không? Hồi nãy mình để xuống đất này đâu, không có gì đâu. Dạ. Dạ, cho cháu hỏi là bác tên gì bác anh? Bác Hâm Tiến. Hâm Tiến, dạ. Bác là từ ngoài miền Bắc vào trong Đà Lạt phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì hồi nãy bác có chia sẻ với cháu là bác có được cái bàn này là từ chị dâu. Dạ. Thì làm có cơ duyên gì mà người chị dâu của bác sở hữu được cái bàn này ạ? Tức là đợi ông đợi cha đây nè. Đợi ông cha lại, dạ. Theo lịch sử là mình biết cái bàn này là ít nhất là cũng hơn 200 năm. Hơn 200 năm. Dạ. Năm 76 mới biết nó xoay. Dạ. Đã bao nhiêu đài truyền hình trong nước và bao nhiêu YouTuber trong nước đã ghé đây bác anh? Nhiều lắm cho. Dạ. HTV có nhé, VTV cũng có. Đưa lên cũng nhiều. Dạ. Với là trên YouTube thì bao la rồi. Họ có kết luận điều gì không chú? Họ cũng nói là rất kỳ lạ. Họ không có kết luận. Đây là như báo công an gì. Còn nói là cần giải mã. Dạ. Thì theo như bác nói với cháu á, thì cái bàn này á, mình chia ra được bốn lý do. Lý do mà người ta tin nhiều nhất á, đó là lý do tâm linh. Ba lý do còn lại là ba lý do về khoa học. Thì bác có thể là làm ơn nói cho cháu biết là ba lý do khoa học là gì nữa bác. Đầu tiên cái ông Nguyễn Linh Dũng á, giáo sư Nguyễn Linh Dũng nổi tiếng ở Việt Nam á. Ông nói là từ trường do từ trường con người tác động vô cái thứ này nó sai. Còn ông giáo sư Hinh ông lại nói là nó do cái điện sinh học
tức là nhân điện, nhân điện, yeah. Mình tác động vào nó quay, yeah. Còn ông Vũ Thế Khanh lại nói là nó quay theo lực moment. Moment là lực gì ta? Vật lý nó có cái lực đó. Vật lý có lực moment. Vật lý có lực. Cháu chạm vào nhé. Phải 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 tin nó, nó quay được cái này. Quay được. Như cháu gái kia làm được. Cái này, phải tin cái này nó có định luật vật lý hết á. Cái này có được cảm nhận của người. Chứ hai cháu làm chung đi. Không, một người làm thì quay được á. Không, cháu chú tâm vào một lúc đi. Không được đè mà không được đẩy cái bàn. Này do mình, nhưng mình chứ không phải là do bạn. Theo anh này là vật lý đúng không? Các bạn lúc mà thẳng rất là khó xoay, nhưng mà lúc mà nghiêm cái là rất là dễ xoay. Đụng nhẹ cái thì thực sự ra trong cái đầu mình, lúc mà mình đã cảm nhận mình muốn xoay phải là cơ thể mình đã nó hơi nhích bên phải tí xíu rồi. Khi mà nhích bên phải tí xíu thì các bạn nó sẽ tự xoay. Không được xoay theo là cảm nhận của mình. Không được. Anh không được tác động lực. Không, nhưng cái cơ thể lúc mà đầu mình suy nghĩ là tay chân mình đã tác động tí xíu rồi. Tức là theo ý anh nói khoa học là mình tự thôi miên mình đúng không? Đúng rồi, cơ thể mình nó tự thôi, nó cảm nhận được thôi. Thật sự mình nó nói đúng là tẩy cá là tự đi thôi. Chứ thật sự là bạc này, bạc này nó đông. Bạc nếu mà nó đông thì nó là bố. Nó xoay rất là mình trơn. Hồi nãy dưới đất tự xoay được luôn á. Mà đẹp để dưới đất tự xoay được luôn. Không thì cái trục nó vẫn xoay. Bác xoay được, nhưng mà hồi nãy lúc mà em cố á thì nó đúng nhất chút xíu. Theo lời chủ nhà nói, có một số người có thể xoay, có một số người thì không. Và cũng nhiều lời đồn giải thích nguyên nhân chiếc bàn xoay có thể xoay được. Để hiểu hơn về chiếc bàn xoay kỳ lạ, mời các bạn cùng đến với Đà Lạt và tham quan nó nhé.